Giảm quá đi, mình phải giận độ một tí thôi. Cảm ơn Amy Rose. Em lên tổ chức tuyệt lắm. Anh bạn Knuckles, cảm ơn vì đã đến. Tiến sĩ Eggman, chúng ta thi nhảy đi. Hãy ước đi Sonic. Tuyệt, tớ ước mình sẽ nhanh hơn. Ủa, ai tắt đèn vậy? Cái gì vậy? Ôi, Sonic, anh ấy bị sao vậy? Cậu ấy mất rồi, là do ông Eggman. Ta, ông đã giết cậu ấy. Bình tĩnh nào, phải gọi dân chuyên nghiệp đến thôi. Xin chào, Sonic đã bị ám sát ở buổi tiệc rồi. Tớ đến ngay. Bọn mình sẽ chờ. Thám tử Amber sẵn sàng phục vụ. Anh ấy đã mất rồi. Đây là thi thể. Em sẽ bắt đầu điều tra. Trước tiên chúng ta phải điều tra hiện trường và kiểm tra nạn nhân. Vụ án khó nhằn đấy. Mọi người hãy tránh xa khỏi thi thể. Xong, giờ thì tìm manh mối. À ha, thú vị. Đồng hồ này là sao đây? Tớ không biết. Trước giờ chưa từng thấy. Các bạn, hãy để lại bình luận tại sao nó lại ở đây nhé. Để xem còn gì nào. Nút áo. Manh mối đây rồi. Hãy xem ai đã làm mất nó nào. Không, không phải Amy. Không phải Knuckles. Tiến sĩ Eggman. Chúc mừng, ông đã bị nghi ngờ là sát hại Sonic. Đã bảo mà. Nhưng không phải ta. Cảnh sát sẽ nghe điều đó. Bây giờ, đeo cái này đi. Buổi tiệc kết thúc rồi. Ngồi xuống đi tiến sĩ. Nhưng ta không giết cậu ta. Ta thề đó, thám tử cháu phải tin ta. Để xem. Nói thật đi Eggman. Ngay bây giờ. Ồ, á, sáng quá. Có phải ông đã giết nhím không? Không phải ta. Ôi, truyền thống thôi. Ta ghét đèn quá sáng. Vậy, dòng điều tra số 1. Nghi phạm tiến sĩ Eggman. Tất cả bắt đầu ở phòng thí nghiệm của ông. Ông đang phát minh ra thiết bị mới. Cục cưng của mình đã sẵn sàng. Khẩu súng phóng to mọi thứ. Ta sẽ gọi cưng là Janice. Đi nào em yêu, cho ta thấy em làm được gì đi. Phải được rồi, mình đúng là thiên tài. Kết cỡ hoàn hảo. Ngon quá. Đây, tên trộm kia, trả bánh quy cho ta. Đồ ngọt không tốt đâu. Ta sẽ cho ngươi thấy cái gì không tốt. Bình tĩnh nào tiến sĩ. Ôi không, Janice. Làm ơn, không phải em ấy chứ. Ông bảo là Janice sao? Ông cũng sẽ ráp lại thôi nhỉ. Cô em gái xinh đẹp của ta. Tốt hơn rồi đấy. Tên phá hoại đáng ghét. Ta là chiến binh chính nghĩa. Chào nha. Ôi trời, tội cho Janice. Tên Sonic đáng ghét sẽ phải trả giá. Ta sẽ báo thù. Sonic, là ta thần chết của ngươi. Sonic, hãy ước đi. Xong. Chúc mừng sinh nhật. Ô, mình mê quà lắm. Hôm nay là ngày của ngươi mà. Cái gì vậy? Ngày tang của ngươi. Ôi ồ. Đó là cách ông gây án. Đồ sát nhân. Chắc chắn là ông ta. Không không, không phải vậy đâu. Nhưng theo luật thì chúng ta cần nghe đối tượng tình nghi nói. Cảm ơn, ta đã ở phòng thí nghiệm siêu ngầu của mình. Và ta đang phát minh thiết bị mới. Ta không hiểu. Tên màu sách nào giết hướng dẫn vậy? Không khớp gì cả. Thật là thảm họa. Ôi, bánh quy của mình chỉ còn một cái. Mình đói đến mức có thể ăn hết một con voi luôn. Ta lấy nha. Đây. Ôi không, bánh quy của ta. Bữa trưa của ông à? Đừng ngớ ngẩn vậy chứ. Ta chỉ muốn. Ta biết ông muốn gì. Làm thủ công, máy phóng to. Xem nào. Ta hiểu rồi. Người coi chắc là học được không đó? Dễ thôi mà. Chà, khéo tay phết. Đỡ Janice của ông này, Eggman. Hoàng hô Sonic, ta vui lắm, cảm ơn. Có gì đâu mà chào nhé. Chào nhé nhím. Kiểm tra khẩu súng nào. Wow, phải, bánh quy khổng lồ ngay trên đĩa. Mình sẽ ăn đến dụng cuối cùng. Sonic đã giúp ta. Ta có bằng chứng. Còn đây là món quà ta tặng cho nhím. Hợp lý. Và bằng chứng của ông cũng rất khớp. Được rồi, tiến sĩ vô tội. Phải rồi, vô tội. Vậy chúng ta tiếp tục tìm kiếm. Phải, làm như nào cũng là admin vậy. Vậy, điều tra hiện trường kỹ hơn xem. Ồ, cái gì vậy chứ? Mình thấy một sợi chỉ hoặc là tóc. Nhỏ quá không thể kiểm tra được. Này admin, ông phóng to được nó không, lỡ làm manh mối thì sao? Được, để đó cho ta. Kỳ lạ, nó không hoạt động. Chúng ta cần nhiều lượt thích hơn. Các bạn giúp tụi mình điều tra với. Cho chúng mình 10.000 lượt thích và nó sẽ hoạt động.
Trong lúc đó chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm. Thú vị, một miếng băng gạc, nó ở đâu ra vậy nhỉ? Chắc đó là băng gạc của anh. Nghi phạm thứ hai của chúng ta đây rồi. Đợi đã, cậu ta là người đã buộc tội ta. Cậu ta đã giết Sonic. Ta thà giải quyết ông còn hơn rìa mép. Cậu gọi ta là gì hả mũi đỏ? Đủ rồi, Knuckles, đi nào. Sonic là bạn anh, sao anh phải giết cậu ấy chứ? Chúng ta sẽ biết ngay thôi. Vậy, nhiệm Knuckles, em sẽ tương thuật lại cách anh đã giết Sonic. Anh đang ở phòng thể hình và tập luyện. Phải, hờ, mình siêu mạnh và cứng rắn. Nhận lấy nè. Ha, phải, ai là vận động viên nào? Ồ, đây là tạ ấm sao? Trời ạ, giống quả bom hơn, có thứ gì nặng hơn không? Chỗ cơ bắp này còn khỏe hơn thép nữa. Móng của mình, cậu làm sao vậy? Tớ lỡ. Cậu, xin lỗi đi. Hả? Cậu đợi đó, tớ sẽ dạy cho cậu thế nào là làm gãy móng. Đây là món quà cuối cùng của cậu nhí mà. Hãy ướt đi Sonic. Của cậu đây, bạn tớ. Ôi, mình mê quà, cái gì vậy? Tớ không hiểu, quà đâu cơ? Này, đỡ lấy. Đó là cách anh đã làm. Ai có thể tha thứ cho chuyện đó được chứ? Cái gì, hãy để anh tự nói sự thật. Được, cứ nói đi. Thật xấu hổ nhưng anh phải nói ra. Anh đã ở phòng tập, nhưng rồi cảm thấy mệt. Vậy nên, anh có làm gì thì tất cả dụng cụ đều rơi khỏi tay anh. Ôi, ôi, giúp với, có ai không? Thật tội nghiệp để tớ giúp cậu. Ngồi đây đi, đúng vậy, cẩn thận nhé. Không bị gãy xương nha, nhưng vết bầm rất tệ, cậu cần băng gạc. Ta bó nó lại nào. Ừ, đau quá. Nghỉ ngơi xong cậu sẽ không sao đâu, xem như cậu may mắn đi nè. Nè, chỉ để cho cậu vui lên thôi đấy, và tập luyện nhẹ thôi nha. Mọi người đều cần nghỉ ngơi mà. Cảm ơn Sonic. Chuyện lại vậy, đây là quà Sonic của tớ, và bằng chứng cho thấy tớ không nói dối. Phải tiếp tục tìm thôi. Ố, chúng ta đủ lực thích rồi. Chúng ta đã có đủ để khẩu súng hoạt động. Này, mũ giải Janice đang đợi đó. Làm đi tiến sĩ. Một giây, xong rồi. Đây là tóc. Nhưng của ai? Không phải anh, Amy có tóc hồng kìa. Amy Rose, chị bị tình nghi là đã sát hại Sonic. Không, chị không giết anh ấy. Chị sao, giết Sonic á? Không bao giờ. Im lặng. Đây là cách chị đã làm Amy. Chị đang tổ chức sinh nhật cho nhiễm. Chị đã trang trí căn phòng trước khi khách đến. Chị muốn mọi thứ được hoàn hảo, nên đã đặt và treo các món đồ trang trí theo chủ đề. Làm bánh nướng mà Sonic thích ăn nhất. May là chúng trông rất tuyệt. Và khi chỉ còn quả cầu disco nữa. Đẹp quá. Sonic đã đến. Chào, em đang làm gì ở đây vậy? Ôi, anh đã phá hoại mọi thứ. Hả? Anh lỡ, tối gặp em sau. Nhiễm thô lỗ, anh chết chắc rồi. Sinh nhật vui vẻ. Ừ, anh thích quà. Nhưng chẳng có gì trong này cả. Quà đâu cơ? Ừ, nó đây nè. Boom. Đó, chuyện là vậy. Amy Rose làm tội phạm. Ai mà ngờ đến chứ. Cái gì? Không, không phải vậy đâu. Chị sẽ kể hết. Hãy để chị kể. Được thôi. Cảm ơn, chuyện xảy ra thế này. Phải, chị đang chuẩn bị mọi thứ cho Sonic. Nhưng có rất ít thời gian và mọi chuyện đang vượt ngoài kiểm soát. Ít nhất thì bánh kem đã xong rồi. À! Đó là lúc Sonic xuất hiện. Amy, anh đến đây. Em không sao chứ? Không sao. Anh ấy đã cứu chị. Bánh nướng cũng không sao. Anh ấy không chỉ cứu bánh kem mà còn tối nay nữa. Anh ấy đã giúp chị trang trí và đặt mọi thứ vào đúng vị trí. Sonic, anh thật tuyệt vời. Anh phải nghỉ ngơi một chút. Hoàn hảo. Bánh kem xong rồi, phòng đã được trang trí. Chị vô tội mà, đúng không? Phải, không liên quan. Bánh nướng rất ngon. Vậy là ai? Chị vô tội. Hãy tìm kiếm thôi. Phải, hãy đi tìm tên sát nhân nào. Ai lại muốn làm hại Sonic chứ? Ai có thể làm vậy? Chỉ có 4 người ở bữa tiệc. Ba trong số đó là vô tội.
lại là cái đồng hồ đó. Chà, nó đang rung lên. Ồ, là tên sát nhân sao? Coi nào, đến đây, ta sẽ báo thù cho Sunny. Thám tử, có chuyện gì vậy? Ra ngoài đi Sunny, anh còn sống. Có chuyện gì vậy? Cậu đã bị sát hại mà. Phải, ngay trong bữa tiệc. Mọi người đang nói gì vậy? Nói cho em chuyện gì đã xảy ra đi. Đợi đã, không ai giết ai cả. Tất cả bắt đầu vào sáng nay khi anh vẫn đang ở nhà. Doobie-doo. Sunny, chúng ta phải chuẩn bị cho tối nay. Em cần anh giúp trang trí căn phòng. Xin lỗi Amy, nhưng anh phải tập luyện. Dạ, anh muộn rồi. Anh sẽ giúp em sau. Lại có mỗi mình rồi. Mình không bao giờ bỏ luyện tập đâu. Ta chỉ muốn dễ mà. Dạ, khéo tay thật đấy. Của ông đây. Ta vui lắm, cảm ơn nha. Không có gì, tạm biệt. Nhanh thật. Ồ, anh bạn, tớ sẽ giúp cậu. Giờ chúng ta cần băng bó cho cậu. Đừng lo, lần sau cẩn thận nhé. Và đừng quên nghỉ ngơi. Tối gặp cậu sau. Mệt quá, về nhà thôi. Ồ, Amy, anh đây. Wow, anh đỡ được bánh kem rồi. Cảm ơn. Đúng là một ngày mệt mỏi. Wow, Sonic, anh thật tuyệt. Anh cần phải nghỉ chút. Đẹp thật. Mình hết pin rồi. Chàng trai sinh nhật của chúng ta đâu rồi? Khách đến rồi. Giờ mình không có thời gian để ngủ. Mình rất muốn ngủ, nhưng vẫn phải chơi với bạn của mình. Chúc mừng sinh nhật Nhiếm. Thêm một tuổi nha. Và đến chiếc bánh. Hãy ướp đi. Nên anh đã nắm bắt thời cơ. Chắc họ còn lâu lắm. Còn mình thì sẽ trốn đi ngủ. Nhiếm tội nghiệp. Chuyện là vậy thôi đó. Hết rồi. Vậy là cậu đã tự sắp đặt. Anh ấy phải bị trừng phạt. Cậu bị bắt vì đã báo động giả và lừa đảo. Nghiêm túc đó hả? Nó sẽ dạy cho anh biết lừa dối bạn bè sẽ bị gì. Không muốn ở tù đâu. Phòng giam 3 người. Vậy là cũng có chỗ để chạy. Xem nào. Không, mềm quá. Thử cái khác xem. Ở đây không cứng quá. Thế thì còn một cái cuối. Được. Được. Thế này. Hoàn hảo. Đúng ý mình rồi. À, nhớ đời tự do quá. Gửi Amy Rose. Em mà ở đây chắc chắn em sẽ cứu anh. Khoan, mình có ý này. Mình sẽ gửi tin cho cô ấy. Mình sẽ viết cứu anh Sunny. Giờ phải tìm cách gửi đi. Không thấy con bồ câu nào hết. Cổng. Đúng rồi. Điểm đến Amy Rose. Vừa nhanh vừa khôn nữa. Bệ nha, chỗ này cấm cổng ma thuật. Rồi cái gì mới không cấm? Mình sẽ đăng câu chuyện. Ơ, ai mà dứt giấy lung tung thế? Lá thư kỳ lạ. Xem nào. Ảnh mình. Cứu anh Sonic. Ơ, là Sonic. Lại phải cứu nữa. Được, Nhiếm xanh chờ em. Cái này thú vị ghê. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu... Thôi cứ liều một phen. Cái gì? Giải thích đi. Mình không đi đâu, bạn cũng đừng đi thì hơn. Mình cứ thích liều đấy. Nhìn cuốn quá. Ủa, đồng nghiệp đâu rồi? Sonic, bạn thấy không? Mình cũng chịu, không thấy gì hết. Tới giờ ăn trưa rồi nhỉ? Mình đói rồi nè. Đặt visa nào. Với một điều kiện. Đừng nói Taylor nhé. Bạn giữ bí mật được không? Vâng thưa sếp. Mình kín miệng lắm. Chốt. Alo, giao một visa vào tù cho mình với. Giao hàng đi. Wow, nhanh quá. Vì khách hàng thôi ạ. Mắt của ấy làm sao thế? Sonic, thôi nào. Em nè. Nào, khoan, gì đấy? Xin lỗi nhưng mình đặt pizza, không phải burger. Mình nhầm. Đợi chút nhé, mình sửa ngay. Chuẩn bị đi. À, Amy Rose, em nhận thư rồi. Nín thở đi. Một pizza xong. Gì vậy?
hạnh còn lý hơn. Nào Amy, phá song sắt đi. Rất hân hạnh. Ồ, gặp em anh mừng quá. Amy yêu dấu đồ sắc nhọn. Sao lúc đó mình không chịu nghe lời con nhím chứ? Pepperoni. Khoan, hai tên tội phạm. Đập tay nào. Tính chuột đi đâu hả? Amy, cho hắn biết mùi búa đi. Rất hân hạnh. Oops, bị khóa mất rồi. Bọn nhím ngốc. Mình không muốn vào tù. Thay đồ thôi bạn ơi, bữa trưa cho bạn nè. Nước đi này mình không lường được. Ít nhất giờ cũng đỡ chán rồi. Được, mình sẽ chọn giường. Cái này có vẻ ổn. Nhiều đá quá. Khoan, dừng lại, giường của anh. Đồ chơi của anh, đứng dậy nhanh lên. Này Sonic yêu dấu, anh im lặng giùm đi. Giường anh chọn trước rồi. Không phải vì anh thì em đâu có bị vào đây. Búa. Hay nhỉ. Hay da. Úi, đâu mất rồi. Gì vậy trời. Đấu xem ai là trùm ở đây. Đừng đánh nhau. Hôm nay quá đủ rồi. Tịch thu. Để ở đây đi. Búa. Cái gì? Đỡ tiếp nhá. Hết vui rồi đấy nha. Chuẩn bị chứ. Cháu mặc quá đi. Gì thế này? Thử triệu hồi búa lại xem. Đừng mà. Mình nói lại lần nữa, nhà tù này cấm dùng búa. Tịch thu. Kỳ quá đi. Búa, búa. Cái này khóa khả năng dịch chuyển rồi. Được. Dáng đẹp thế. Chắc nhanh lắm. Mình sẽ lấy lướt sóng. Mình vận động hơi giỏi. Ngồi đây đi. Sĩ quan, không. Đừng, không được đâu. Bạn định làm gì mình nào? Chốn mình trong đống tuyết à? Mình tự biết làm gì. Ủa? Mẹ ơi, đừng mà. Không. Amy Rose, sắp có chuyện xảy ra rồi. Nói mà không nghe. Ủa? Cứu với. Không được giật điện người ta. Làm vậy là đi vào tù đấy, hiểu chưa? Làm như mình là người duy nhất phá luật ấy. Ngồi suy ngẫm đi. Hả? Taylor, có chuyện gì thế? Còn nguyên vẹn, vậy là được rồi. Thứ gì? Đợi mình một chút. Mình cần xử lý chuyện này. Ngồi yên ở đây nhé, Taylor. Được rồi, sĩ quan. Thì ngồi yên. Taylor, bạn ổn chứ? Không có mạch. Bạn ấy ngừng thở rồi. Ôi tiêu rồi. Bình tĩnh Amy, chắc chồng tay giúp được đấy. Cố lên nào. Hả? Nhỉ, ý hay. Hồi sức nạn nhân. Sốc. Một lần nữa. Thầy lợi dậy đi. Xin bạn đấy, sao không có tác dụng. Phải sang kế hoạch B thôi. Không ai có thể kiểm soát Pony này. Sĩ quan, dùng cái này nào. Đánh dòng bù mê, hy vọng được. Chúc may mắn nha. Taylor, cố lên, ngửi bánh dòng đi. Thiết hương thơm vào. Bánh dòng có men. Ổn cả rồi. Hoan hô được rồi. Đỉnh thật đấy, phải công nhận. Bọn mình cũng lo cho sĩ quan quá trời. Pony. Chứ ai. Bằng xương bằng thịt. Chào. Đi nào, người tới rồi. Bánh dòng. Mai, nhanh lên, họ chuồn kìa. Đến lượt bạn ngồi rồi đấy. Đừng lo cộng sự, mình có nam châm cực mạnh đây. Đứng lại, bọn nhím kia. Khoan, em không đi được. Vì siêu nam châm của mình hút đó. Làm sao đây? Em không biết. Ôi, không. Vậy đã chưa nào? Các bạn không trốn được khoa học đâu. Làm sao đây? Chưa hết đường trốn đâu. Nhớ cổng của anh chứ. Anh thông minh quá. Hai người âm mưu gì thế? Tạm biệt sĩ quan. Đi thôi. Rất hân hạnh. Đi nào. Đi đâu? Trốn mất rồi. Chưa đâu. Xem còn cái gì nè. Rồi bạn ấy sẽ quay lại lấy dáng của mình thôi. Hy vọng là vậy. Khoan, bọn đi đâu? Còn người thứ ba hả? Bị cách chức mất thôi. Để mình nghĩ. Cô ấy trông thế nào?
thế nào à? Chân dung của ấy nè. Honey bị... Là cô bé này chắc luôn. Không phải đâu. Nhìn mắt nó đi. Nó chứ ai. Không phải mà, nó giống tí nào đâu. Honey đó, phải tốn nó vào tù. Khoan, nhìn ảnh đi nè. Nó nhỏ hơn nhiều mà. Ờ, không phải Honey đâu. Thì sao, trang điểm là khác chứ gì. Con bé chỉ là fan của Digital Circus thôi. Không phải nó đâu. Cái gì? Honey. Chào các bạn. Đây mới là Honey. Khoan, cái gì vậy? Bạn sẽ biết ngay Thúy mà. Cứu với. Mình cũng chịu. Đáng đời lắm. Lần đầu thế đủ rồi. Đồ xấu xa. Oops. Bạn đã bị bắt. Không thể để cô ta thoát nữa. Honey, chị đỉnh quá đi. Đi nào, xem tủ khóa của em nè. Được. Nè, chị thấy đẹp không? Wow, đẹp quá đi. Em hay thật đấy. Chị chụp hình với em nha. Được chứ. Cười lên. Nhất. Ừ. Lại là bọn cớm đó. Ôi không. Oh yeah, chúc mừng nha. Honey, bạn được đi tù rồi. Tại em hết. Oops. Ngồi xuống đây đi. Khai hết ra nhanh lên. Khai gì? Taylor, cô ấy mù mất. Xin lỗi, sĩ quan Simmons hơi gắt một tí. Mù? Ý hay đó chứ. Thôi đi. Đeo kính này vào đi, sẽ đỡ hơn đó. Cảm ơn. Hợp với bạn lắm. Khai nhanh lên. Tên cớm xấu tính. Ê, đúng là hết thuốc chữa. Loa của mình. Đã vậy thì đừng. Em dâu nè. Đi đi Pony, phải chụp mấy kiểu ảnh để lưu vào hồ sơ nữa. Đứng yên, cầm bảng nè. Cởi kính ra thôi nào. Giờ thì chụp thôi. Hiểu rồi chói à. Ráng chịu chút nhé. Một lần nữa. Được rồi, ảnh chụp đẹp lắm. Tù nhân phải mặc đồng phục mới được. Mình ghét màu đen. Đừng bắt mình đổi nón. Không được. Tạm biệt bộ đồ yêu thích đi. Xem đây. Đồ đáng ghét. Xong, làm tí sinh tố quần áo tươi ngon không nào. Cho chừa cái tội chống lại pháp luật. Sao lại làm thế chứ? Honey, đừng buồn mà. Mình có ý hay nè. Đợi mình một tí nhé. Biết ngay sẽ có lúc cần tới chứng chỉ may giá mà. Chuẩn bị đồ nghề nào. Chị đã vào vị trí. Làm thôi nào. Đây là phong trào tra tấn chứ nhà tù cái gì. Xong rồi. Hy vọng bộ này ổn hơn. Đẹp quá đi. Bạn có thích không? Đẹp tuyệt vời. Có điều. Mùi gì ghê vậy. Thối quá đi. Eo ơi. Hơi gì quá khi mặc xong mình quên giặt. Kẹp mũi lại đi. Ổn rồi đó. Cảm ơn. Tuyệt. Giờ mình chụp hình lại nhé. Bạn phải tháo kẹp ra mới được. Không. Được rồi, cười lên. Quá đẹp luôn. Chà, chào mừng đến nhà tù. Nào, mình dắt bạn đi tham quan. Vào đi. Mẹ ơi. Không cần phải sợ đâu. Đây là ngài Chubby. Bạn ấy ở đây cũng lâu rồi. Bạn ấy tốt tính lắm. Xin chào quý cô. Bạn quả là một quý ông. Giường bạn bên đó. Đợi một chút. Bộ đồ giường nè. Ga trải giường sạch sẽ phẳng phiu. Mình đảm bảo điều đó. Bạn nghỉ ngơi đi. Được. Mình mệt quá. Bạn thoải mái chứ? Cảm ơn. Cho bạn đèn ngủ nè. Để tối bạn đỡ sợ. Còn giờ đọc truyện ru ngủ nào. Ngày xưa ngày xưa, có một lady bird. Đêm trôi qua êm đềm quá. Chán ghê. Hay kiếm gì hay ho để bắt đầu buổi sáng nhỉ. Cảnh báo. Gì vậy? Chào buổi sáng. Nhìn cái mặt bạn kìa. Không vui tí nào. Ủa,
bộ đồ màu sáng của mình đâu. Không hề nhìn trộm nhé. Còn mỗi bộ này thôi. Dẹp đi. Sao thế? Chubby lại khóc lục đùng cảnh sát rồi hả? À ừ, hệ thống báo động ổn chưa? Đừng dọa mình thế chứ. Hôm nay mình giặt đồ rồi nè. Thơm như bắp rang luôn nhé. Mùi rạp xí. Taylor đã bảo đừng có đùa với báo động rồi. Sao nào? Bật lên. Bật xuống. Bật lên. Bật xuống. Đứng yên, bạn đã bị bao vây. Chết nhá, hắn đi rồi, công tắc nữa. Bắt quả tang. Wow, bảo rồi. Bạn tiêu rồi anh bạn. Báo động giả ấy mà, không sao cả. Mình đùa thôi. Lần sau đừng hòng thoát. Tạm biệt. Lần sau mình không nhượng bộ đâu. Này, chừng nào mới ăn sáng? Gì, bạn đói à? Ừ, cho bạn ăn liền. Xin lỗi Chubby, phải chia sẻ thôi. Buổi sáng nè, chúc ngon miệng. Nhìn như yến mạch đấy. Mà để bao lâu rồi? 1-2 năm gì đó. Heo ơi, bạn tự ăn đi. Chân mình. Nhịn đói luôn đi. Taylor lại thế rồi. Yến mạch cũng ngon mà, miễn là bạn biết cách nấu món đó sao cho ngon. Đổ nước sôi vào ngũ cốc. Thêm tí mứt dâu vào. Đến lượt trái cây nào. Vẽ một cái mặt cười để trông món ăn thú vị một chút. Chưa ai từ chối cháo yến mạch làm theo công thức của mình hết. Một tuyệt tác đó. Mình quay lại ngay. Yến mạch kiểu mày đến đây. Wow, trông đẹp nhỉ. Ngon đấy. Ăn ngon nhé. Ngon ghê. Cho mình một ít được không? Được, mình hào phóng mà. Bạn cứ ăn đi. Mình nghe mùi cà phê. Espresso buổi sáng mới pha. Một cốc. Đồ tráng miệng cho sảng khoái nữa. Pony cho bạn cà phê nè. Cho mình. Cảm ơn bạn. Nhom nhom nhom. Cháo đỉnh lắm. Cảm ơn sĩ quan. Lần đầu tiên mình được ăn món cháo ngon thế này. Cảm ơn. Cái gì? Thử từ chối xem. Ui, nhìn thôi cũng thấy kinh rồi. Ui, chân mình. Tù nhân trốn thoát rồi. Báo động. Chắc lại đùa chứ gì. Mấy cậu này hài ghê. Làm sao bây giờ? Tội nghiệp, mình bảo rồi, đừng có đùa với hệ thống báo động. Được rồi, để mình tự bắt vậy. Chào. Ôi trời, đồn cảnh sát mà tưởng được cái bãi rác không ấy. Nè, bình tĩnh nào. Giơ chân lên. Giơ ngã. Rồi giờ bắt mình phải dọn dẹp. Mấy con lợn này. Thú vị. Pony. Dân. Mình quen nhau hả? Em nè, Alice, fan chị. Em đến cứu chị đây. Alice. Đúng rồi. Không được đâu, người ta cũng bắt chị rồi giam lại nữa thôi. Em có kế này, yên lặng nhé. Cái gì thế? Keo siêu dính đó. Chờ em mấy phút là chị sẽ được tự do liền. Wow. Tin em đi. Chà, thông minh đó. Xong, giờ thì đi thôi. Đó không phải lao công, là con bé đó. Đứng lại, mấy cô kia. Thành công rồi, Alice em giỏi quá. Trốn thử đi xem, không thoát được đâu. Cớm ngốc. Hợp với anh đấy. Các người sẽ hối hận. Đi nào Alice. Ôi không. Dạ, kẹt chung rồi nè. Này, em làm gì ở đây thế?
Nè, cho em đó. Cảm ơn ạ. Mình mới đi có 5 phút. Sĩ quan Mai, mình bị kẹt. Con nhỏ đáng ghét. Chị Taylor đang dọn dẹp kìa. Mọi người phải thấy cảnh này mới được. Sếp sẽ thích lắm cho coi. Giúp mình đi. Được được, hài quá. Tù nhân sao rồi? Vẫn còn ngủ. Hoàn hảo. Vui quá nhỉ. Mà cặp kính này cũng hợp với mình. Chào buổi sáng. Mẹ ơi. Mệt thiệt chứ. Này đồ hề, dậy đi. Dậy tỏa sáng đi. Mơ mình đi hả? Được lắm, tại bạn đi nhé. Nổi loạn đấy à. Được, để mình gọi cho dậy. Lạ thế nhỉ. Không thấy tù nhân. Trốn mất rồi. Báo động. Tù nhân trốn rồi. Không có. Mình bị sa thải mất thôi. Kẻ nào, giờ thì làm thôi. Mai, Mai kia, tù nhân phong đi trốn rồi. Mai, làm sao bây giờ? Bình tĩnh. Hả? Đến mình. Được. Úps. Úp. Mình thích cầu lâu, lúc nào cũng vui cả. Đủ rồi. Làm mất hứng ghê. Đang chơi mà. Đây là nhà tù chứ không phải trại hè. Chừng nào được thả rồi chơi. Xong rồi đó, khỏi mơ tìm được mình. Còn giấy tờ thì sao? Phải, đúng, thấy rồi. Phải tiêu hủy hồ sơ này. Đốt thành tro luôn. Wednesday sẽ biến mất. Hoàn hảo, đừng bắt chước ở nhà nhé. Giờ thì chuông khỏi đây thôi. Có chuyện gì vậy? Cháy đồn hả? Xui ghê, suýt thì thành công rồi. Coi bộ cảnh sát có chuyện quan trọng hơn phải lo rồi. Chào mừng vào tù, Wednesday. Wednesday đã dính cho một mớ rắc rối. Chúng ta hãy kết thúc vụ án, đưa em ấy vào tù đi. Vậy hết pin rồi nhỉ? Lại có người phá hỏng máy ảnh nữa rồi. Đúng là nghiệp dư. Anh nghĩ thứ chúng ta cần đang ở trong này nè. Xin chào thưa cô. Giọng thấy ghê. Hãy tin kinh nghiệm của anh. Anh sẽ mang đến cho em bức ảnh đẹp nhất trong đời. Nào, ảnh toàn thân. Ánh mắt bí ẩn, thêm mức nữa. Ôi, anh nhìn tuyệt vời. Anh tưởng khủng long đã tuyệt chủng cơ. Ý tưởng ngớ ngẩn. Nào, tạo dáng cho Mai nào. Du khách tái phạm tội. Ôi, anh đang rất phấn khích. Anh luôn ước trở thành nhiếp ảnh gia mà. Đỉnh quá. Giờ ghét anh nhé. Hoàn hảo. Úi, có vẻ như Taylor đang nổi cơn thịnh nộ. Ảnh vẫn chưa chuẩn bị xong. Biến khu này thành studio chụp ảnh nhỉ. Dừng lại mà. Ngại quá đi. Chỉ có bà tớ mới nhìn thấy quần lót của tớ thôi. Tớ sẽ tự chụp. Không sao đâu. Nút bật ở đâu ta? Chà, đơn giản hóa khuôn mặt đi Adams. Luôn thế này còn gì. Chúc mừng em đã có phòng mới. Em có thể chọn chiếc giường em thích. Và anh đã chọn trang phục cho em. Eo, hồi quá. Không mặc cái này đâu. Cái gì? Cậu kệ Taylor đi. Cậu ta cục cằn vậy thôi chứ vô hại. Bộ áo liên quân này được giặt khô rồi của em đó. Được rồi. Anh may bộ này cho voi mặc hả? Rộng thùng thình luôn. Ôi. Ôi dạ. Ôi thôi nào. Để anh chỉnh lại bộ đồ cho em sẽ vừa dặn thôi. Một thử thách sáng tạo khác. Thích quá đi. Tốt nhất anh chàng nên cẩn thận với chiếc kéo. Nếu không, Wednesday cứ tin anh. Đây là bộ thứ 1000 của anh.
xong rồi. Thấy thế nào, vừa chứ hả? Màu sắc rất hợp với em. Bay trò đủ rồi đó nha. Adam vẫn đang ngồi tù và tớ sẽ để mắt đến cả hai. Cứ đi thôi. Em đừng hòng chạy trốn nha. Taylor đang cấu gì nói đó, cứ kể cậu ta. Đi thôi, cảnh sát xấu. Chúng ta đi ăn donut nhé. Tớ muốn ăn bánh hương vani. Mấy người phá đám đi rồi hả? Kế hoạch tẩu thoát sẽ không quá khó. Họ tiết kiệm thanh sắt. Tại họ nha. Úi, coi báo động không nằm trong kế hoạch của mình. Đứng yên, tất cả đứng yên tại chỗ. Cảnh sát Trô đây. Taylor là Wendy của chúng ta. Em ấy vừa định vượt ngục. Trước giờ chưa ai trốn thoát nhà tù của chúng ta. Lận đầu à, tha cho em ấy đi. Mau lên, quay lại phòng giam. Rồi nè, giờ vui chưa? Cẩn thận vẫn an toàn hơn. Di chuyển các thanh chắn, em sẽ không qua được. Ý tưởng hay đấy anh bạn. Tớ cũng sẽ thử. Thôi cậu đừng tự làm mình xấu hổ thì hơn. Anh ấy ổn chứ, đi khám bác sĩ đi. Được rồi, đó, kế hoạch là vậy đó. Cậu thật là cứng rắn anh bạn. Bye. Tiết kiệm sức mạnh cơ bắp thôi. Nhưng em biết đấy, anh nâng được cả 100 kg. Cộng sự, họ mang ít đồ ăn tới nè, nghỉ ngơi chút đi. Bộ sưu tầm của các nhân vật phản diện rất ấn tượng. Cầm đầu là em ấy. Bữa cơ dân tới tận nơi. Còn chơi gì nữa, dọn bàn nào. Như cậu đã yêu cầu, thêm hành tây vào bánh burger và coca dây đá. Đợi đã, trước khi ăn, chúng ta phải cầu nguyện. Nếu không, đồ ăn sẽ không tiêu hóa được. Cảm ơn cảnh sát trưởng vì đồ ăn. Cầu mong anh tránh khỏi những cuộc đấu súng trên phố. Đủ rồi, nghỉ ngơi nhá, cảnh sát trưởng. Ôi, burger của mình gấp đôi phô mai. Có mùi như đồ ăn á. Bụng mình trống rỗng luôn. Này, bữa trưa của em khi nào có? À đúng rồi, có cả burger cho em nữa. Dừng lại, tớ sẽ tự mình xử lý. Em có đói không Adams? Món đặc biệt cho em đi. Nào, bột yến mạch. Tù nhân, đó là bữa trưa của em. Được rồi, xin. Xin lỗi các quý cô chừa anh ra nhé. Dân tùy cô. Thêm gia vị vào đồ uống của cảnh sát này. Đây là lọ nhỏ dành cho cậu. Vậy coi như xong rồi. Và vào bữa tối, mình sẽ cho em ấy ăn giỏ dưa chuột. Ồ đúng rồi Taylor, cậu đúng là cảnh sát xấu. Không xấu bằng mình đâu. Và em ấy sẽ phải uống nước máy. Chà, có vẻ như họ không phát hiện. Chúc ngon miệng nhé, những người thực thi pháp luật. Đi đây. Làm tốt lắm anh bạn. Đấm tay nào. Loại nước ngọt này là lạ nhỉ. Eo, thiệt luôn đấy, đáng thế. Chúng ta biến thành con gái rồi. Tốt vậy. Dày cao gót. Không không không, không phải chứ. Không thể nào. Người đẹp trong bộ đồng phục. Rõ ràng là Adam đã dùng ma thuật nào đó. Nhất trí anh bạn. Đợi đã, cô nàng u sầu em tiêu đời rồi. Ừ, cho em ấy biết đi. Wednesday, đây là em sao? Mau biến tất cả về như cũ đi. Lạp lạp là. Được rồi, em xong rồi. Tạm biệt. Em gặp rắc rối rồi Adam. Eww, là mình ghê quá. Mình nghĩ xong rồi. Đã đến giờ thức dậy. Trèm ơi, mở ra. Wow, đúng rồi, quên mất là hai người đã biến đổi. Taylor và Mai nhanh chóng quen với cơ thể mới. Thật duyên dáng. Úi, hoặc có thể là không. Đi giày cao gót có gì khó khăn đâu chứ. Quên đi, biến mọi thứ về như cũ đi. Hãy cho bọn anh thuốc giải. Đi mà làm ơn, bọn anh sẽ thả em ra hứa đó. Được rồi, đây, thuốc giải đợt đây. Đợi mãi. Uống đi. Em ấy lừa hai chúng ta nữa. Em tưởng hai anh sẽ thích chứ. Được rồi, đây mới là thuốc giải độc. Màu sắc tươi sáng đáng ghét. Ôi, như này tốt hơn. Mãi ngứa, không hiểu luôn. Ôi, Wednesday.
Em quá đáng rồi đấy Adams. Em muốn bị kết án chung thân nhỉ? Được rồi, đừng làm ôn nữa. Uống đi, đừng làm đổ á. Em cũng chán trò này rồi. Được rồi, hay thử cách khác đi. Anh bạn, mở cửa phòng giam đi. Cậu định làm gì vậy Taylor? Chúng ta thử thuốc lên em ấy đi. Đừng có đến gần hơn. Hả miệng ra. Không. Giữ cô nàng ảm đạm lại. Hiểu rồi, đừng hòng nghĩ đến việc chống cự. Uống đi.